Nước Mỹ có tự do Internet không? Khi hàng loạt báo cáo về nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do Internet của Bộ Ngoại giao Mỹ và một số tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có nội dung lên án Việt Nam vi phạm quyền tự do Internet. Những kẻ khoác áo đấu tranh dân chủ được dịp vu cáo Việt Nam không có tự do Internet, công kích luật an ninh mạng, ca ngợi nước Mỹ như xứ sở tự do tuyệt đối, bày tỏ thương cảm số phận người dân Việt Nam đang phải ở trong nhà tù lớn, thậm chí hàng chục tổ chức tôn thờ của dân cờ vàng ba sọc Mỹ hô hào biểu tình hào khí 10 tháng 6 nhằm tưởng niệm ngày biểu tình phản đối dự thảo luật đặc khu và dự thảo luật an ninh mạng 3 năm trước đây. Thực tế, hình mẫu của nước Mỹ có với sự tự do Internet, tự do ngôn luận, tự do thông tin có như họ mơ tưởng và vẽ vời lừa bịp dân Việt Nam hay không? Bài viết phân tích từ blogger Loa Phường cho chúng ta thấy thực tế. Năm 2001, Tổng thống Mỹ George Bush thông qua đạo luật Patriot Đạo luật này đã trao cho chính phủ các quyền lực mới để tiến hành giám sát điện tử đối với các nghi phạm khủng bố. Theo đó, FBI có thể tìm kiếm điện thoại, email và một số hồ sơ tài chính mà không cần lệnh của tòa án và có thể sự truy cập mở rộng vào hồ sơ kinh doanh, bao gồm thư viện và hồ sơ tài chính. Kể từ khi thông qua một số thách thức pháp lý đã được đưa ra để chống lại hành động này và các tòa án liên bang đã phán quyết rằng một số điều khoản là vi hiến. Điểm mập mờ và nguy hiểm của đạo luật này nằm ở chỗ Kể cả khi không biết ai là tội phạm, chính phủ vẫn có quyền giám sát người đó. Thực tế là đạo luật này đã tác động đến mọi người dân Mỹ, biến tất cả người dân Mỹ thành nghi phạm để giám sát. Sau nhiều phản ứng dữ dội của người dân, chính phủ Mỹ đã không hề loại bỏ đạo luật này mà chỉ đổi sang tên khác. Đến thời của tổng thống Barack Obama, đạo luật chia sẻ thông tin an ninh mạng (CISA) được thông hành. Đạo luật này cho phép các công ty, tập đoàn tư nhân chia sẻ thông tin lưu lượng truy cập Internet với chính phủ Hoa Kỳ nhất là những thông tin liên quan đến an ninh mạng. Cũng dưới thời kỳ của tổng thống Obama, bộ nguyên tắc trung lập mạng network neutrality được thông qua, ngăn chặn việc các nhà mạng chặn băng thông nhằm ép buộc người dùng phải sử dụng dịch vụ của mình. Trung lập mạng đã gây ấn tượng tốt đối với nhiều người ủng hộ tự do ngôn luận vì nó có thể giúp đảm bảo những tiếng nói và quan điểm đa chiều được lan tỏa trên mạng nhanh chóng và tự do hơn. Tuy nhiên, sự tự do, an toàn mà người Mỹ có được dưới thời của tổng thống Obama thực chất chỉ là sự tự do giả dối. Bằng chứng là vào năm 2007, toàn thể người dân Mỹ và người dân trên toàn thế giới chấn động với vụ Snowden. Một vụ án đặc biệt mà ở đó, đặc vụ Snowden đã tiết lộ toàn bộ hệ thống máy chủ của các tập đoàn truyền thông lớn như Virgin, Microsoft, Google, Facebook, Apple, Yahoo, Pantat Skype, YouTube đã bị cơ quan an ninh quốc gia SSA của Mỹ trực tiếp xâm nhập bằng cách kiểm tra các đoạn phim, ảnh, tư liệu của người sử dụng kể cả công dân Mỹ và công dân các nước khác trên thế giới. Chương trình này được NSA gọi là PRISM và được tiến hành từ năm 2007. Quy trình hoạt động của PRISM là các công ty cung cấp dịch vụ trên nhận lệnh trực tiếp từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp và giám đốc tình báo quốc gia, buộc phải trao quyền truy cập máy chủ và hàng tá dữ liệu, thông tin liên lạc của mỗi ngày được chuyển tới các đơn vị công nghệ của FBI rồi chuyển đến NSA. Từ đó, thông tin sau khi được xử lý và xây dựng thành các báo cáo tình báo sẽ gửi đến Tổng thống Obama. Prim là nguồn cung cấp dữ liệu lớn cho hơn 2.000 báo cáo tình báo mỗi tháng của nước Mỹ và đã có 77.000 báo cáo được sử dụng nguồn từ dữ liệu của Prim trong suốt thời gian Tổng thống Obama nắm quyền. Như vậy, dưới thời Obama, người dân Mỹ được truyền thông về một không gian tự do Internet, thậm chí còn có hẳn một bộ nguyên tắc trung lập mạng, khiến cho ai cũng nghĩ rằng mình đang được tự do, Thế nhưng cuối cùng thì nhất cử nhất động của từng người dùng trên mạng đều được ghi lại, theo dõi và đánh giá. Tính ra Prim tinh vi hơn tất cả các đạo luật mạng trước đó vì nó ngấm ngầm kiểm soát không chỉ người dân Mỹ mà còn theo dõi những người dùng các dịch vụ của Microsoft, Google, Facebook, ngoại quốc. Vụ Snowden trên thực tế đã là một khẳng định trên Internet không có tự do và ở Mỹ càng không có tự do với Internet. Đến thời điểm Tổng thống Donald Trump, nguyên tắc trung lập mạng bị bãi bỏ vào năm 2017 lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng và từ đây việc chặn mạng chặn người sử dụng mạng dễ dàng hơn bao giờ hết. Việc chặn mạng cũng không còn bị cấm nữa. Cũng từ đây người dân Mỹ buộc phải bỏ ra một khoản tiền cao hơn rất nhiều để có thể truy cập mạng nhanh. Vậy là người Mỹ không chỉ mất tự do Internet mà còn mất thêm cả tiền để có thể vào được Internet. Cũng từ khi Donald Trump lên nắm quyền, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt buộc một công ty lưu trữ Internet.Dreamhost cung cấp thông tin về tất cả những người đã truy cập tourist.org một website khách hàng của dreamhost chuyên tổ chức các cuộc biểu tình chống nhận chức của ông trump vậy là sau một thời gian kỳ lạ lạt mềm bột chặt dưới sự điều hành của tổng thống barack obama thì đến thời của donald trump người dân mỹ lại đứng trước thực tế không có tự do trên internet thậm chí nếu chống đối nhà nước bất kỳ ai cũng có thể bị khép tội những đạo luật an ninh mạng của Mỹ kể trên cho đến nay vẫn còn hoạt động và dù lấy danh nghĩa là ngăn chặn khủng bố, song tất cả những người dân Mỹ trên Internet đều bị đưa vào diện nghi phạm khủng bố cần theo dõi. Những đạo luật này đã có từ năm 2001 và kéo dài đến tận ngày nay, cho thấy chính phủ Mỹ cực kỳ khắt khe trong việc kiểm soát không gian mạng, không chỉ ở Mỹ mà còn ở nước ngoài. Điều này cũng cho thấy ngăn chặn tội phạm mạng là hành động phổ biến của các nước khác nhau trên thế giới. Điều quan trọng là cây ngay không sợ chết đứng mà thôi. Tất cả những thông tin trên đều đã chứng minh rằng những khẳng định về tự do internet tại Mỹ của những bà khoác áo đấu tranh dân chủ chỉ là võ đoán, thiếu căn cứ, thậm chí là bịa đặt. Hành động bịa đặt ấy xuất phát từ việc chính bản thân những người này đang vi phạm pháp luật, đang có những thái độ quá bất ngờ và đáng ngờ, muốn tìm cho mình một nơi trốn để thực hành những hành vi đó. Những người tung hô tự do trên internet ở Mỹ nên trực tiếp đến Mỹ để biết rằng ở Mỹ không có sự tự do.